Vâng, 242 km và hơn 5 giờ đồng hồ đạp xe dưới cái nắng thiêu đốt của miền Trung là điều thật sự khó tin. Điều mà ngay cả các tay đua tham dự một giải đua xe đạp lừng danh, ví dụ như Tour de France cũng chưa bao giờ được trải nghiệm. Và nó lại càng khiến cho chúng ta khâm phục hơn ý chí cũng như sức bền của các coureur khi thành công chinh phục chặng đua thứ 9, chặng đua khốc liệt nhất từ trước đến nay của xe đạp Việt Nam. Những hình ảnh này có lẽ là cách tốt nhất để các vận động viên tự tìm cho mình sự tự tin trước một chặng đua có thể sẽ đi vào lịch sử của xe đạp Việt Nam. Với một lộ trình đua kéo dài, cùng với đó là rất nhiều thử thách mà đa phần chưa một tay đua nào trong số hơn 80 vận động viên có mặt ở giải đấu từng trải qua. Vì ý chí của một vận động viên mà mình phải cố gắng để làm nên một cái điều gì đó thật là khó khăn, và cũng coi đây là một cột mốc để trong sự nghiệp, đáng nhớ trong sự nghiệp của mình. Chặng đua thứ 9 từ Tam Kỳ đi Quy Nhơn dài 242 km có một khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng diễn biến trên đường đua lại không giống với những thứ mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này. Nắng như muốn thiêu chảy mọi thứ, đường đua nhiều dốc như thử thách sức chịu đựng của các tay đua. Bởi vì thời tiết quá nóng nên tôi liên tục phải uống rất nhiều loại nước để bù đắp lại. Nếu không, rất khó để hoàn thành trận đấu này. Thực sự rất là mệt. Nhưng rồi tất cả trở ngại đó vẫn không thể ngăn cản được ý chí của các tay đua. Một lần nữa cái tên Lê Văn Duẩn được nhắc đến khi là vận động viên Việt Nam có mặt trong nhóm những tay đua về đích sớm nhất. Mệt nhất thì chỉ biết cố gắng hết mình thôi. Tuy không có thành tích nhưng mà em cũng cảm thấy rất là tự hào và vui khi mình đã chinh phục được cái chặng dài nhất của cuộc đua, cũng là chặng dài nhất đầu tiên của em. Với điều em thích nhất đồng đội của em nay là với cái tinh thần người lính thì chiến đấu hết mình. Chặng 9 không chỉ đi vào lịch sử xe đạp Việt Nam mà trên thế giới cũng hiếm có giải đấu nào chứng kiến một chặng đua dài đến như vậy. Giải xe đạp lừng danh Tour de France với chặng dài nhất cũng chỉ đạt 231 km. La Vuelta đang diễn ra ở Tây Ban Nha là 208 km. Tour of California ở Mỹ, chặng dài nhất là 197 km. Và có chăng chỉ có Giro d'Italia có chặng dài nhất nhỉnh hơn chút xíu với chiều dài 244 km. Chặng 9 của VTV Cup năm nay có lẽ sẽ được các tay đua nhớ mãi. Một chặng đua mà tinh thần đồng đội, ý chí, sự kiên cường và lòng quả cảm lên ngôi.